giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng Thầy giáo Thái Lệ Hút Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số 2 thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số 3 quy tắc nhân sanh đầu tiên đề tự quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm 37 Các vị bằng hữu xin chào mọi người Hôm qua chúng ta đã bàn đến Việc tu thân Phải bắt tay từ sáu phương diện Đó là từ ngôn trung tính Hành đốc kính Trừng phẫn trúc dục Thiên thiện cải quá Sáu phương diện này Áp dụng thực tiễn vào trong công phu tu thân Mà sáu lời giáo huấn này Lại hoàn toàn Tương ưng với lời giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật Trong Đạo Phật Chính là thành thật Lễ kính Không tham Không sân Không si Lời giáo huấn của nước Phật Cách thời đại chúng ta cũng khoảng ba ngàn năm mà lời giáo huấn này của lão tổ tông thì cũng cách chúng ta trên 4.500 năm. Vì vậy những lời giáo huấn này của thánh nhân Trung Hoa đã có trước khi Phật nói hơn 1.500 năm. Chúng ta từ chỗ này cũng lý giải được một câu tục ngữ nói là những tư tưởng lớn gặp nhau, người chân thật có trí huệ, có đức hạnh, họ có cách nhìn giống nhau đối với đạo lý của vũ trụ nhân sanh mà chúng ta cũng vô cùng may mắn Khi là những con người Có cơ hội học tập Những văn hóa Triết lý này Có thể quý trọng cơ hội này Để lĩnh hội giáo huấn Của cổ thánh tiên hiền Vì vậy chúng ta phải biết tri duyên Nghĩa là phải biết cái duyên phần này hiếm có Giả như 4.500 năm này Nếu có một đời không truyền lại Vậy thì sẽ như thế nào Thì đã đoạn mất rồi 4.500 năm nay chính là nhờ liên tục có Thánh Hiền trao truyền lại có câu nói: Chánh pháp không có người nói, dù có trí nhưng không thể lý giải. Giáo huấn của Thánh Hiền Giả như không có nhờ vào sự truyền thừa của sư đạo, thì có thể đã bị đoạn đức ngay trong quá trình này rồi. Gọi là có kế thừa cái đời trước mới có thể để lại cho đời sau. Cho nên nếu như mỗi chúng ta đều có cái sứ mạng thừa truyền trí huệ của lão tổ tông, thì nó sẽ không bị đoạn mất. Vì thời đại này của chúng ta cũng có trách nhiệm đem chúng truyền trao lại. Vì thì trước phải kế thừa, sau đó mới có thể truyền lại. Các vị bằng hữu, chúng ta đã kế thừa được chưa? Chúng ta đã lý giải được chưa? Việc này quả thật là quan trọng. Cho nên mỗi một người đều có trách nhiệm Đem giáo huấn của Thánh Hiền Truyền trao lại đời sau Từ việc tu thân mà bắt đầu làm Từ gia đình của mình mà bắt đầu thực hiện Có nhiều người nói Đại đạo Thánh Hiền nghe ra Thì thấy vô cùng tinh thâm Quảng bác Kỳ thực đạo lý chân thật Sâu xa của nó Thì cũng là đạo lý bình thường mà thôi Chúng ta nói đến luân thường đại đạo không có cái nào cao hơn nó nữa Vì xin hỏi luân thường đại đạo là gì? Ngủ luôn à? Cái gì không thể trả lời hay sao? Chắc tôi đau lòng quá đi mất Đó là Phụ tử hữu thân Quân thần hữu nghĩa Phu phụ hữu biệt Trưởng ấu hữu tự Bằng hữu hữu tính các vị bằng hữu Các vị trong 10 ngày này Khóa trình mà chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận Chính là cương lĩnh thâm sâu quảng bác Của văn hóa Trung Hoa Nắm được cương lĩnh Mọi vấn đề sẽ được giải quyết Nếu như bản thân giải hành tương ưng Thì xử lý giải của bạn Cũng sẽ càng sâu Càng rộng hơn Bạn cũng có thể dựa vào một bộ phần đắc lực Thì có thể truyền thừa một phần mười phần đắc lực thì truyền lại mười phần mỗi một người chúng ta ở trong thời đại rộng lớn này phải canh cánh vấn đề Hương vong của đất nước đất nước này không đơn thuần là đất nước hiện nay của chúng ta mà là chỉ cái nền văn hóa mấy nghìn năm này của chúng ta chúng ta đều có trách nhiệm tận một phần tâm sức vì vậy từ việc tu thân mà bắt đầu làm cho nên trong quyển đại học đã đem bước đầu tiên của việc lập thân hành đạo nói ra rất rõ ràng Đó là từ thiên tử cho đến thứ dân Đều lấy việc tu thân làm gốc Đây là bước đầu tiên trong Nguyễn Trung Dung cũng nói Đăng cao tất tự ti Bạn muốn leo lên cao thì phải bắt đầu từ đâu vậy? Chữ ti này nghĩa là dưới cùng Bạn leo lên núi thì nhất định phải từ Chân núi mà đi lên có người nào trực tiếp một cái là lên tới núi được hay không Trừ phi Người đó có kinh công Nếu không thì bạn sẽ phải từng bước Từng bước mà leo lên Cho nên Chúng ta nhất định phải từ việc tu thân Của chính mình Đây là chính bước đi mở đầu Chúng tôi vừa hai tuần trước đi đến Cửu Hoa Sơn Cửu Hoa Sơn Dốc rất là đứng Từng bậc từng bậc nói tiếp nhau Giống như khi mà chúng ta leo lên Trước tiên nhìn vào một điểm cao Khoảng mấy nghìn mét Bạn sẽ nói cao như vậy chắc sẽ mệt chết mất Chắc là thôi Chúng ta không leo nữa vậy Rất nhiều người mơ ước diễn dông Mới nhìn thì nhìn cho xa rồi cảm thấy mình Chắc là không được Nhà cao dạng trượng thì cũng xây từ mặt đất Chúng tôi có một vị giáo viên Anh ấy nói lên lên củ hoa sơn Thì bạn chỉ nên nhìn vào bậc thềm kế tiếp Từng bước nối tiếp từng bước Thì tự nhiên bạn sẽ bước lên được đến đỉnh Cho nên phải sống trong thực tại Sống trong việc đôn luân tận phận Tận hết bổn phận của mình trong gia đình Tận hết bổn phận công việc của mình Tận bổn phận làm gương cho xã hội của mình Chúng ta làm tốt một vai trò người vợ Chúng ta đem giai diễn của một người mẹ làm cho tốt Chúng ta đem giai trò Của một đồng nghiệp Làm cho tốt Tự nhiên đức vong trong xã hội Không thổi mà Cũng tự bay Kỳ thực sức ảnh hưởng của nó Tuyệt đối không phải là mỗi ngày Bạn ở đó cứ suy nghĩ ở trong đầu Là tôi sẽ ảnh hưởng bạn Như vậy thì người cũng nhất định sẽ không để cho bạn làm ảnh hưởng mãi mãi đều là vì bản thân bạn cảm thấy đây đều là bổn phận mà chúng ta nên làm bạn mà làm được một cách chân thành làm được tự nhiên đến như vậy thì mới khiến cho người ta cảm động cho nên vĩnh viễn những người làm rất nhiều việc đều cảm thấy chính họ chưa làm được gì người mà cảm thấy mình đã làm rất nhiều thì kỳ thực họ chưa làm được gì câu nói này hơi khó hiểu một chút người làm rất nhiều việc họ đều cảm thấy họ không có làm gì bởi vì họ cho rằng đó chính là bổn phận của mình Ngược lại người mà mỗi ngày Đều nghĩ là mình đã làm rất nhiều việc Họ nói anh xem tôi đã làm rất nhiều việc Có ai nhìn thấy hay không chứ Tôi làm như vậy có ai nhìn thấy hay không Mỗi ngày đều suy nghĩ đến cái danh của chính mình Cái lợi của chính mình Nếu đã dùng tâm danh lợi để mà làm việc Thì dĩ nhiễn không thể khiến cho người ta nhìn thấy mà cảm động Mãi mãi khiến cho người ta cảm thấy Anh xem những người học tập thánh hiền đó Đều làm việc kiểu như vậy Là một chút việc tốt mà muốn người ta biết đến Do lúc này có thể không những không có hiệu quả Thậm chí là Phức tạp hơn Biến thành hiệu quả xấu Mãi mãi những danh lợi mà chúng ta chiếm được Đi được nửa đường Thì đã quên cái mục tiêu rồi Trong tâm lúc này Chỉ quan tâm đến danh Quan tâm đến lợi Lúc này thì đã quên mất học vấn của Thánh Hiền rồi Cho nên tôi tin rằng Ông Tần Cối ban đầu khi bắt đầu đi ứng thí cũng suy nghĩ đến việc làm sao để lợi ích cho nhân dân chỉ vì, vì sao mà đi đến sau cùng lại thành ra kẻ lộng quyền hại nước vì sao vậy vì sức mạnh của danh lợi rất là lợi hại cho nên các vị bằng hữu không nên đợi cho đến khi tám cơn gió thổi đến rồi thì mới bắt đầu luyện công phu Mỗi lúc đều phải nên xây dựng tốt cái gốc rễ cho chính mình Chân thật vì người mà làm việc Khi làm việc vì nhân dân thì mới có thể vượt qua được Những thử thách khảo nghiệm Chúng ta lúc trước đã có nói qua về câu chuyện Tám gió thổi không động hay chưa vậy Ông Tô Thức là Tô Đông Pha Ông cùng với thiền sư Phật Ấn Giao hảo rất tốt Có một hôm Tô Đông Pha cảm thấy cảnh giới của mình rất cao Tu dưỡng cũng rất cao Khi tòa thiền ông đã viết một bài thơ Ông nói đỉnh lễ bậc giác ngộ Hào quang chiếu đại thiên Tám gió thổi không động Ngồi vững tòa sen già Viết ra một bài thơ như vậy Cảnh giới như thế nào Tám gió đó là cái gì vậy là lợi suy khổ lạc xưng cơ hủy dự chúng ta trong mối quan hệ giữa con người với nhau và cảnh giới chúng ta đang sống tám loại tình huống này đều xảy ra lợi chính là khi bạn đang thuận lợi suy chính là khi bạn đang thói trào đang trong nghịch cảnh bạn đều có thể thuận cảnh mà không tham nghịch cảnh mà không oán trách khi chúng ta tiến bộ nhất là khi nào vậy? Khi nghịch cảnh Bởi vì nghịch cảnh Rèn luyện Cho con người Thuận cảnh thì đào thải con người Con người hệ ở trong nghịch cảnh Thì tự cảm thấy mình cao Liền quên đi Bắt đầu suy thoái Vào lúc này liền bị đào thải cho nên dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh Thì đều phải xem xét lại sự tu dưỡng của chính mình Cho nên bạn xem gì sao mà chúng ta nói hầu hết doanh nghiệp Hơn nữa số doanh nghiệp trong vòng 5 năm đều bị đóng cửa Tại hai khẩu của chúng ta Mỗi một năm công ty tiếp nhận Sự kiểm tra của đơn vị Chủ quản Hơn một nửa trong đó đều không vượt qua được một năm có nghĩa là trong vòng một năm Những công ty này đều bị sập tiệm Mặc dù Khi bắt đầu tiền vốn đầu tư Rất lớn Đầu tư rất lớn Vậy vì sao mà đóng cửa nhanh đến như vậy Có một công ty nọ cũng rất lớn Trong vòng 10 năm mà đầu tư hết 20 triệu 20 triệu Kết quả là Do ông chủ của công ty là người ăn xài vô độ Lại rất háo sắc Thế là công ty đã sụp đổ rất nhanh Cưới vợ mới hai tháng Thì đã bỏ trốn đi Sau đó trở về nước Thì bị bắt Cho nên chúng ta nhìn thấy được Khi ông tiếp nhận 20 triệu Là một tình trạng rất tốt Nhưng mà rốt cuộc Vì tự cho mình là cao Bắt đầu ăn tiêu phung phí Sau đó lại không chịu nghe lời khuyên thế là đành sụp bại vì vậy chúng ta luôn thấy là giàu sang học đạo nan khi một người có rất nhiều tiền đều không nghĩ đến việc nâng cao tu dưỡng của chính mình cũng không nghĩ đến việc nên đi giúp đỡ người khác phúc lợi cho xã hội cho nên hầu hết nghiệp tội của con người đều không phải được tạo ra trong nghịch cảnh tạo ra trong những lúc như thế nào vậy thuận cảnh đúng vậy cho nên thuận cảnh đào thải con người bạn ở trong thuận cảnh giả như không có cái tâm muốn lợi ích cho người khác rất có thể bạn sẽ bị suy trở lại chúng ta phải nên hiểu cái đạo lý này trong thuận cảnh phải thời thời cảm ơn người khác trong thuận cảnh phải thời thời nghĩ đến việc tạo phước cho xã hội vậy thì cái phước đó của bạn mới có thể lâu dài không suy mới có thể giữ được tài phú lâu dài cho bạn giữ được gia đạo của bạn tiếp đến là khổ và lạc con người trong lúc khổ bạn có thể vẫn tu dưỡng được tốt hay không tâm vẫn có thể giữ được thanh tịnh hay không vì này chính là công phu còn lạc là vui chúng ta nói vui quá hóa buồn bởi vì con người trong lúc vui thì luôn quên đi bản thân mình là ai quên đi sự an toàn của chính mình quên đi rất nhiều bổn phận của chính mình cho nên khi mở quyển báo ra rất nhiều sự việc ngoài ý muốn đều xảy ra trong lúc vui chơi cho nên việc vui chơi không nên quá đà gọi là không nên vui chơi quá trớn thường là đối diện với cảm nhận của chính mình tâm tình đều phải thuận theo đạo trung dung có chừng có mực còn xưng là người ta xưng tán bạn Cơ nghĩa là người ta khích bác bạn Chăm chọc bạn Mà bạn có thể tu dưỡng được thật tốt Không động tâm Còn hủy là người khác hủy bán bạn mà có thể tâm bình khí hòa mà tiếp nhận Người ta phê bình bạn 10 câu Chỉ có một câu là đúng Còn chín câu kia là sai chín câu này bạn đều không nổi giận Còn một câu nói đúng Thì bạn tự mình phản tỉnh cho tốt Tôi tin là người hủy bán bạn Đến sau cùng cũng sẽ bị bạn làm cho cảm động Cho nên người mà tám gió đời thổi không lay động Mới có thể chuyển hóa được người khác Nếu tám gió vừa thổi mà đã động Thì người đó đã bị người khác chuyển Bị hoàn cảnh Làm cho xoay chuyển Bị dắt mũi bà đi Vì vậy đường Thái Tông Vì sao mà có thể tạo ra sự thịnh thế cho đường Triều Bởi vì đường Thái Tông Khi tiếp nhận lời phê bình của Đại Thần Đối với ông Đều có thể tiếp nhận một cách rộng rãi Mà cũng không có việc trách phạt Những thần tử này Có một lần có một vị thần tử Cũng là thao thao bất tuyệt Phê bình đường Thái Tông Sau khi phê bình xong Thì vị thần tử này quay về Mấy vị đại thần ở bên cạnh liền nói với Hoàng thượng Bấm Hoàng thượng Những điều mà ông ấy nói hơn một nửa đều là giả Hoàng thượng sao lại công trách Sao không trừng phạt chứ Đường Thái Tông liệt nói Ông ấy nói 10 câu Mà có được hai câu đúng Thì ta sẽ đem hai câu ấy ra dùng Nhưng mà giả như ta ngăn cấm ông Hành động này hãy truyền ra ngoài Người ta sẽ nói Hoàng thượng Vẫn còn phản bác Đối với những lời can gián Vẫn còn phê bình Những lời này mà truyền ra bên ngoài Sau này các trung thần khác Có còn dám can gián nữa hay không không dám nữa Cho nên đường Thái Tông có thể nhìn thấy được xa rộng Có thể tiếp nhận rộng rãi Sau đó lại dùng sức phán đoán của mình Như vậy sẽ không gây cản trở Tất cả những lời can gián Của các vị trung thần đối với mình Vì vậy mà khi đường Thái Tông Đối diện với sự khích bác quỷ bán của người khác Thì ông đều có thái độ như vậy Cho nên một con người thành tựu cao Được bao nhiêu Đều có tỷ lệ thuận đối với sự độ lượng Và tâm lượng của họ Xưng Là xưng tán Còn dụ nghĩa là khi bạn có niềm vinh dự Kéo đến Bạn cũng có thể Không bị tiêm nhiễm Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người Họ vừa được bằng khen thưởng Thì liền đem chân nó lên Kết quả là khi đến phòng làm việc của họ Toàn bộ đều là bằng khen hạng nhất Là bản vàng Treo đầy cả Khi Cư sĩ hứa triết được phỏng vấn Chúng tôi có một chú ý một chút Nhìn thấy căn phòng của bà Rất là sạch sẽ, trống trải Bà là quốc bảo của Singapore Xin hỏi bà có biết bao nhiêu bằng khen chứ Có nhiều hay không Rất nhiều Nhưng bà không treo một bằng khen nào cả Chỉ treo duy nhất một chữ ái Mà Hòa Thượng Tịnh Không đã tặng cho bà mà thôi Cho nên người chân thật có đức hạnh Họ đều cảm thấy tất cả những việc đó đều là việc họ nên làm Vì này không có gì để khoe khoang cả Cho nên khi dinh hoa đưa tới Thì cũng như gió thổi qua mặt thôi Không để lại một vết tích nào trong tâm của bà Đây mới gọi là tám gió thổi không động Tô Đông Pha cảm thấy cảnh giới của mình rất cao Cho nên là viết ra bài thơ này Đánh lễ bậc giác ngộ Hào quang chiếu đại thiên Tám gió thổi không động ngồi những tòa sen già, liền cho người đem đến cho thiền sư Phật ấn xem. Thiền sư Phật ấn xem xong, liền viết hai chữ lên bài thơ đó. Ông viết lên đó là chữ đánh rắm, rồi sai người đem về. Khi đem về rồi, thì tôi đông pha suy nghĩ như thế nào. Trong tâm ông vốn mong đợi là điều gì? Hãy khen tôi đi, thiền sư xem cảnh giới của tôi tốt như thế nào. Kết quả lại là một chữ đánh rắm gửi cho ông Ông liền đùng đùng nổi giận Nổi cơn lôi đình Muốn đi tìm Phật Ấn Để nói cho ra lẽ Kết quả là còn chưa bước vào cửa Phật Ấn cũng không mở cửa Chỉ viết hai hàng chữ Ở trên cánh cửa là Tám gió thổi không động Đánh rắm đã qua sông Nó là tám gió thổi không lay động Thế là một cái đánh rắm đã bay qua sông rồi Việc đó đã đem cảnh giới của ông phá bỏ hết rồi Tô Đông Phà Nhìn thấy như vậy bà rất xấu hổ Đành mau chóng quay trở về Vì vậy việc tu dưỡng của con người Đích thực là không thể Lơ gạt được người khác Phải nên thường xuyên nhìn thấy Sự khởi tâm động niệm của chính mình Ở trong cảnh giới mà xem có bị Cái tạo khí của thế gian Làm cho cảnh giới của bạn đảo lộn hay không Cho nên lúc nào là tu dưỡng Lúc nào là tu thân Thời thời khắc khắc Hết thảy đều là chỗ học tập của chúng ta Đều là nơi học tập Tốt rồi Công phu của việc tu thân Đức thực là Phải nhờ vào cái công phu Nước chảy đá mòn của chúng ta Là nước chảy đá mòn Cũng cần phải bắt đầu Bước đi từ những bước đầu tiên cho nên khi chúng ta làm như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ tương ưng với kinh điển đi từ thấp lên cao từ gần đến xa đây là giáo huấn ở trong trung dung ngoài việc tu thân ra việc quan trọng thứ hai là công phu đốc hành phải dùng vào trong việc xử sự dùng xử lý sự tình Mỗi ngày không rời khỏi chính mình Không rời khỏi người khác Không rời khỏi Xử lý công việc Mỗi ngày nhất định đều có việc Vì rút cuộc xử lý sự việc Phải nên tuân thủ theo nguyên tắc nào Tuân theo pháp tắc nào Việc này thì chúng ta không thể không hiểu Mà nguyên tắc làm việc của bạn Thái độ làm việc của bạn Cũng không thể y theo tiêu chuẩn Cách nghĩ của con người hiện nay giả như bạn nói con người hiện tại đại đa số đều nghĩ như vậy nếu như vậy thì bạn đành tới đâu hay tới đó vậy suy cho cùng thì người biết rất ít người mê hoặc thì chiếm số nhiều giả như hiện tại là bạn y theo sự nhận biết của đại đa số con người hiện nay thì cuộc đời của bạn sẽ một mạch đọa lạc đi xuống xin thịnh giá một chút là sinh viên hiện nay tốt nghiệp ra trường bạn hỏi họ căn bản của việc làm người là gì họ sẽ trao bài một chút rồi nói với bạn sao anh lại hỏi một câu vô vị thế sao anh không hỏi tôi là ca khúc thịnh hành đang xếp hạng nhất hiện tại là ca khúc nào sinh viên ra trường mà bạn muốn nói chuyện căn bản làm người với họ chưa chắc họ có thể nói ra được nhưng mà nếu trở về 200 năm trước, các vị có thể đi trên một con đường nhỏ bất kỳ, nhìn thấy một bác nông dân làm ruộng, các vị đi đến chào hỏi bác nông phu và hỏi, xin được tịnh giáo với bác, căn bản của việc làm người là gì? Người nông dân không cần phải chuẩn bị gì, người ấy có thể nói bạn nghe suốt nửa giờ đồng hồ. Vì sao vậy? xã hội hiện nay đi học mười mấy năm trời mà chưa chắc đã biết cách làm người nhưng người thời xưa dù không biết một chữ nào nhưng họ lại biết cách làm người bởi vì họ được học thân giáo từ cha mẹ bởi vì khi đó nếp sống của xã hội tốt đẹp mỗi một người đều biết căn bản nhất của việc làm người là hiếu thuận cha mẹ cho nên dù là cả đời không biết chữ Nhưng họ biết phải hiếu thảo cha mẹ Họ biết yêu thương anh em Cho nên anh em của họ hãy có sự tình gì Thì họ nhất định Sẽ hết sức tương trợ Họ cũng biết cần cù Thì mới có thể thành tựu được sự nghiệp Vì thế mà họ làm việc rất chăm chỉ Bởi vậy mà tình trạng xã hội vào khí đó Cả nền nghệ thuật Bao gồm cả những tác phẩm Nghệ thuật về ca kịch Đều là đang nhắc nhở người ta Phải làm người như thế nào Biểu diễn ra đều là Hiếu, để Trung, tín Lễ, nghĩa, liêm sĩ Mà trong Việc đọc sách thì cũng đều là Lấy học vấn của tánh hiền làm chủ Ở nhà thì cha mẹ cũng diễn Cho họ xem cho nên cho dù không biết một chữ Nhưng cũng đều biết cách làm người Nhưng hiện tại Dù là học lực có cao đi nữa Thì chúng cũng có thể là Ngay cả việc đồng tình với tâm tư của người khác Cũng chưa chắc gì khởi lên được Con người hiện nay Y theo tiêu chuẩn nào vậy Chúng ta có thể nắm được Tình hình cụ thể thông qua Đoạn nói này trong sách Chúng ta cùng nhau đọc đoạn nói gì việc xử sự này một lần nào cùng đọc chánh kỳ đạo bất mưu kỳ lợi minh kỳ đạo bất kế kỳ công dĩ đạo nghĩa di nguyên tắc dĩ y cứ bất vi tư lợi bất đồ dĩ công chỉ dấn thị phù hợp hồ đạo nghĩa chánh kỳ đạo bất mưu kỳ lợi minh kỳ đạo bất kế kỳ công câu nói này nói với chúng ta điều gì vậy nói với chúng ta làm bất kỳ việc gì thì nguyên tắc quan trọng nhất phải tuân thủ là đạo nghĩa chữ nghị này đồng với chữ nghĩa chứ không phải là y theo gì theo lợi cho nên người xưa tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền khi làm việc đều là y theo đạo nghĩa mà làm không theo công danh lợi lộc không tự tư tự lợi bởi vậy mà xã hội an định gia đình hạnh phúc hiện tại không y theo đạo nghĩa y theo cái gì công danh lợi lộc vì vậy mà thanh niên hiện nay vẫn chưa có bản lĩnh mà muốn hợp tác với họ câu đầu tiên họ nói với bạn là gì tôi sẽ có được những lợi ích gì có thể thành nhân tài được không rất khó họ có thể đưa tay đòi lợi ích đối với người ta thì họ có đưa tay đòi lợi ích đối với cha mẹ hay không có đúng vậy vì thế thánh hiền nhân nhìn xa trông rộng đã nói với chúng ta từ rất sớm đó là phải là giáo dục đạo nghĩa cho con cái từ nhỏ nếu không hậu quả sẽ không thể nói thành lời vì vậy mà mạnh phu tự nói thượng hạ giao trưng lợi quân dương và thần dân Người lãnh đạo và người được lãnh đạo Cấp trên và cấp dưới Khi chỉ biết đến cái lợi của mình mà tôi Thì sẽ như thế nào? Thì quốc gia Sẽ nguy nan Lúc trước chúng tôi đã đưa ra một thí dụ Trụ dương Ăn cơm thì dùng đũa gì? Là đũa ngà voi Uống ly làm bằng sừng tê giác lại dùng rất nhiều những dụng cụ bàn ăn vô cùng quý giá mà dụng cụ bàn ăn vô cùng quý thì không thể chỉ ăn có rau xanh đậu hũ nhất định đều là sơn hào hải dị mà sơn hào hải dị thì cũng có thể mặc quần áo giản dị mà sẽ là lụa là gấm dốc xin hỏi tiền của này từ đâu mà có gì họ muốn lấy lợi từ lão bá tánh lão bá tánh thì muốn giành lợi từ họ Thế là Một người tham lợi Thì một nước làm loạn Cho nên từ sớm Giáo huấn của mấy nghìn năm trước Đã có biết bao quân dương Biết bao nhiêu người phạm qua cái lỗi lầm này rồi Mà hiện nay không chỉ đất nước nguy nan Mà hiện tại là gì vậy? Gia đình cũng nguy nan biết bao người cha người mẹ đã bị con cái giết hại vì sao vậy vì lợi chỉ vì cần tiền để mua một chiếc điện thoại giết chết cha mẹ để lấy tiền bảo hiểm những việc như vậy không đơn thuần chỉ xảy ra một vài lần chúng ta phải có tâm cảnh giác chứ không thể xảy ra rồi mới biết cho nên nhất định là phải trong việc xử sự làm việc biểu diễn ra tái độ lấy đạo nghĩa làm nguyên tắc cho con cháu xem cho thân bằng đạo hữu của chúng ta xem để thức tỉnh lương tri của họ mà người chân thật tuân theo đạo nghĩa để làm việc thì sẽ như thế nào người tuân theo công danh lợi lộc thì lại như thế nào Việc này thì chúng ta phải suy nghĩ cho thấu đáo So sánh một cách thấu đáo Mệnh tử có một câu nói rất có đạo lý Mệnh tử nói Đắc đạo giả Đa trợ Thất đạo giả Quả trợ Đa trợ chi chí Một người đắc đạo Được giúp đỡ nhiều đến mức độ nào Đa trợ chi chí Thiên hạ thuận chi nghĩa là tất cả thiên hạ đều đến quy thuận người đó nếu người đó chân thật vì đạo nghĩa thì có thể chiếm được lòng dân rộng khắp quả trợ chi chí chính là người mất đạo ít được giúp đỡ đến sau cùng thì như thế nào thân thích bạn chi nghĩa là ngay cả thân bằng quyến thuộc cũng bỏ họ mà đi gọi là chúng bạn xa lánh người thân ghét bỏ vì sao mà đường thế tông nói ông có ba cái gương phản chiếu mà trong đó có một cái gọi là lấy sử làm gương lấy lịch sử làm tấm gương soi có thể biết được chuyện hưng vong một con người vì sao lại hưng vì tuân theo đạo nghĩa người có đạo thường được người giúp một người vì sao lại bại vì thất đạo người thất đạo thì ít được giúp đỡ không phù hợp đạo nghĩa thì sẽ bại cho nên y theo tiêu chuẩn này Bạn không chỉ có thể nhìn thấy ra được Từ trong mấy nghìn năm lịch sử Mà các vị chỉ cần từ những người thay đổi lên xuống nhanh chóng Bên cạnh các vị Hiện nay thì các vị có thể nhìn thấy được Vấn đề cụ thể là ở đâu Vua Thuấn Thời xưa Ngài chỉ một lòng một dạ Tận hết tâm hiếu của mình Đây là gốc của Đức Bởi vì Vua Thuấn không có tiền không có quyền Không có danh, không có thế Ngài chỉ là một lòng một dạ Thuận theo đạo nghĩa mà làm Cho nên bất luận là Cha mẹ tổn hại Ngài như thế nào Cha đạp Ngài như thế nào Ngài cũng không để ở trong lòng Chỉ biết hết lòng Chân thành tận hết Hiếu đạo Cho nên Do gì có tâm hiếu thuật này Tâm đạo nghĩa này Mà đã cảm động được những người làng sớm xung quanh Làng sớm chung quanh là truyền rộng ra đến những làng sớm bên cạnh nữa Xa hơn nữa chúng ta nói là Viễn giả hoài chi Những người dân ở cách Ngài rất xa Cũng xin khởi lòng cung kính Đối với đức hạnh của Ngài Vì xin hỏi Vua Tuấn có thể nào lái xe đi tranh cử không? Có nói bỏ phiếu cho tôi Tôi rất giỏi Có hay không vậy? Không hề mà là dùng đức phong của mình Tự nhiên đã cảm hóa được Đến sau cùng Vua Nghiêu Rất là cảm phục Đem hai cô gái Gả cho ông Mà Vua Nghiêu cũng rất có trí huệ Tuy là người khác Đều công nhận Nhưng mà suy cho cùng Tính đến thiên hạ Thì phải kiểm tra lại một chút Thế là quan sát ông mấy mươi năm xác định được Ông chân thật là người có đức hạnh Mới đem thiên hạ Giao lại cho Thuấn Dương Cho nên chúng ta từ Mỗi một việc làm dù nhỏ Của cổ thánh tiên dương Thì đều có học vấn ở trong đó Cho nên chúng ta phải nhìn những góc độ Là người trong nghề Chứ không thể như người ngoài Đứng xem náo nhiệt Cho nên vua Thuấn Chỉ là tận hết đạo nghĩa của mình Ngược lại đã cảm động cả thiên hạ Vì sao ngay cả cha mẹ Cũng cảm động giống như chúng ta ngày nay làm đế dương, làm người đức hạnh, kết quả cha mẹ thì đang tạo ác, vậy thì tâm của chúng ta có vững nữa hay không? Không vững rồi. cho nên nhờ vào phần kiên trì này của ông mà có thể cảm hóa được ngay cả người cha người mẹ ngang ngược như vậy. vì thế khi có người không thể bị chúng ta làm ảnh hưởng, thì chúng ta phải tự bản tĩnh lại, chính mình tu đức chưa đủ, cho nên cảm không được phải lấy đại thuấn làm gương cho nên y theo đạo nghĩa thì được giúp đỡ nhiều mà người hành sự theo đạo nghĩa thì những việc mà họ làm tuyệt đối sẽ không ngưng nửa chừng sự ảnh hưởng của họ đối với nhân loại cũng không vì họ không còn sống mà mất đi Có câu nói Thành giả Vật chi chung thủy Một sự việc bạn chỉ cần tuân theo nguyên tắc Của nó Y theo tinh thần quan trọng nhất của nó mà làm Tuyệt đối là mỗi một sự việc Đều có thể làm được Sự tình không hề khó như tưởng tượng Xin hỏi vua Thuấn Ông có điều kiện gì Mà có thể cảm hóa Cả một thiên hạ vậy Có phải ông có 50 triệu đô Hồng Kông hay không đương nhiên không phải vì có cái gì căn bản ở tại tâm chân thành thành thì có thể cảm cảnh giới là chỗ cảm được cho nên khi người khác có được rất nhiều trợ lực thì bạn cũng đừng ước ao bạn phải nhìn thấy được đó là vì họ có cái tâm chân thành cho nên bất kỳ một sự nghiệp lớn nào trên thế gian này tuyệt đối không phải là khi mới bắt đầu đã có rất nhiều người cùng nhau tới làm Đều là nhờ những người cùng chung chí hướng Đều có tâm chân thành Tự nhiên sẽ có thể cảm hóa Có thể cảm động được nhiều người hơn đến gia nhập Có câu nói Đức bất cô Tất hữu lân Chúng ta xem đời nhà đường cai quản thiên hạ Những chính là những vị đại tướng đó mà thôi Còn không phải là Lý Uyên Và con trai của ông là Lý Thế Dân hay sao cho nên chân thành mới là mấu chốt thành bại của suy diệt chúng ta nhất định phải nắm cho được điểm này mà không nên thay đổi trên cành nhánh cứ ở đó phiền não mãi nào là năng lực của tôi tiền bạc của tôi đều không đủ đó đều là cành nhánh phải nên từ chân thành mà bắt đầu làm vì thế chúng ta xem phạm trọng im có quyền quý hay không có tiền bạc hay không đều không có mà chỉ dựa vào một tấm lòng hết sức chân thành vì ích quốc gia, vì tạo phước cho nhân dân. Cho nên chí thành như thần. Tự nhiên liền có thể cảm được rất nhiều trợ lực đến thành tựu sự nghiệp của ông. Điều này tương đối quan trọng mà bất thành vô vật. Khi chúng ta không dùng tâm chân thành để kinh doanh cuộc đời của mình, kinh doanh sự nghiệp của mình, thì thành cũng là bại Câu nói này không biết mọi người nghe có hiểu hay không gì Một con người không có sự chân thành Thì vì sao có thể thành công Họ không chân thành mà có thể thành Đó đều là nhờ tổ tông che chở Họ không thành mà có thể chống đỡ Lèo lái được một công ty đi lên Đó là gì họ vẫn còn phước phần để hưởng Không phải là họ thật sự có tâm chân thành Và năng lực để làm nên mà khi họ không có sự chân thành Thì sức mạnh của sự trợ giúp Sẽ dần dần mất đi Cho nên tuy thành mà rồi sẽ bại Xem sự việc không thể chỉ xem một điểm nào đó Mà phải xem đầu đuôi Ngọn ngành Giả như bạn không thể xem thấy được Cả quá trình lên xuống của một người Thì trong xã hội ngày nay Bạn sẽ lo được lo mất Anh xem người không chân thành như vậy Và có rất nhiều tiền Người không chân thành như vậy Mà lái được nhiều chiếc xe sang trọng như vậy Kỳ thực Đó chỉ là phù dung Sớm nở tối tàn Như mây bay trước mắt vậy Cuộc đời nếu như bạn có thể thấy được rõ ràng như vậy Thì bạn sẽ cảm thấy trong lòng Sẽ thoải mái Sẽ vững lòng Thậm chí là bạn xem thấy những người Không biết tuân theo đạo nghĩa Mà lại có thành tựu này Không những không giận họ Mà bạn còn cảm thấy thương cho họ Tìm thời cơ để xem có thể nào Khiến cho họ quay đầu, sửa đổi hay không cho nên trong tâm tuyệt đối không có chút bất bình nào Chúng ta cũng thấy Phạm Trọng Im Bản thân không hề có điều kiện gì nhiều Nhưng ông cũng có thể thành tựu được rất nhiều Công lao, sự nghiệp, lợi ích Cho Triệu Tống Mà sự nghiệp làm ra từ sự chân thành Đó đã siêu dược thời không Mà không bại Siêu dược thời không cái gì bằng hữu Phạm Trọng Im đã chết hay chưa vậy Câu giáo huấn đó của Phạm Trọng Im Vẫn còn khiến tôi cảm thấy chói chang. Năm giây đồng hồ Khi đó còn học cao trung Lo trước nỗi lo của thiên hạ Vui sao cái vui của thiên hạ Đã lé lên được một chút Lại qua đi Cũng đến 7-8 năm sau Cho nên cuộc đời nhất định phải quý trọng Duyên phận Cuộc đời có được bao nhiêu lần 7-8 năm chứ Cho nên đức hạnh của Phạm Trọng Im Bởi vì phát xuất từ tâm chân thành Cho nên từ đời nhà Tống trở về sau Có biết bao nhiêu người đọc sách Có khí tiết Đều ảnh hưởng từ ông Thậm chí là con người chúng ta hiện nay Đều nhận được cảm hóa Từ đức hạnh của Phạm Trọng Im Mà tôi là một trong số đó Tôi có một lần thể hội rất sâu sắc bởi vì tôi đi đến rất nhiều nơi Chúng ta nói bất kỳ nơi nào Cũng đều có thiên văn Cũng có nhân văn Mỗi một nơi nuôi dưỡng một dạng người Cho nên nếu một nơi nào mà có non xanh nước biếc Thì có lẽ sẽ sinh ra rất nhiều nhân tài Mà cái nhân văn này chính là những thánh triết xuất hiện ra ở nơi đó Cũng sẽ ảnh hưởng đến phong thổ của dục đất cho nên ngoài việc xem thiên văn thì bạn cũng phải xem nhân dân. Tôi đi đến Hải Khẩu, tôi cố tình đi đến thăm mộ của Hải Thụy. Hải Thụy là một trung thần thời nhà Minh. Hải Thụy bãi quan, đúng vậy. Hải Thụy là một người vô cùng ngay thẳng, chính trực, vô cùng liêm khiết, giữ lễ. Trong tư pháp của ông có viết một câu: thịt nát xương tan cũng chẳng mà. Chỉ mong thanh bạch Lưu nhân gian Đức thực chữ nhân gian này Không phải chỉ lưu ở đời nhà Minh Mà chính khí đó đã tồn tại và lưu đến ngày nay Tôi đã đem câu nói này Lại mở rộng ra nữa Thịt nát xương tan cũng chẳng màng Chỉ mong chánh pháp Lưu nhân gian Và lúc này Điều thiếu thốn nhất chính là Đạo Thánh Hiền Chúng ta đi tham phỏng những Thánh Hiền nhân này Bản thân chúng ta cũng phải có sự thể ngộ Từ trên tinh thần của ông Nhìn thấy được định vị cuộc đời của mình ở đâu Trong quá trình tôi đi xem giới thiệu về Hải Thụy Có thấy một bức tranh vẽ Cảnh tượng đời sống trong nhà của Hải Thụy Bước vào cổng lớn của ngôi nhà Trên cửa có viết hai câu ở miếu đường trên cao Tất lo cho dân Ở sông hồ ngoài xa Tất lo cho vua Hai câu nói này không phải là của Hải Thụy Hai câu này là câu nổi tiếng của Phạm Trọng Yêm Vì thế khí tiết của Phạm Trọng Yêm Đã trực tiếp ảnh hưởng đến Hải Thụy Cho nên những việc làm ra từ sự chân thành Tuyệt đối sẽ siêu dược thời không Cho nên chúng ta hiện tại có thể dùng sự chân thành của mình Để đi làm việc đạo nghĩa hay không Để cho khí tiết của chúng ta Để cho đức hạnh của chúng ta Truyền thừa giao phong đến trăm năm về sau Cuộc đời phải nên lập ra chí hướng cao xa trong công việc của chúng ta Có thể nào dùng chân thành và đạo nghĩa Để làm ra tấm gương hay không để có thể lưu danh thanh sử Ở tại công ty này Việc này thì còn phải xem Thái độ của chính chúng ta Cho nên việc hành xử nhất định Phải y theo đạo nghĩa mà làm Chúng tôi trong quá trình Thực hiện việc thúc đẩy văn hóa truyền thống suốt chính kỳ Mà không phải tốn tiền bạc gì Lần trước cũng đã báo cáo qua với các vị rồi Lần đầu tiên Như có một ông chủ Của bộ khách sạn sang trọng Nơi tổ chức Họ đều giúp chúng tôi Chuẩn bị chu đáo Sau đó vì bà chủ nghe giảng quá xúc động Nên chi trả hết chi phí cho năm ngày tổ chức Sau đó kỳ thứ hai và kỳ thứ ba tổ chức tại Thẩm quyến, Mỗi lần tổ chức 10 ngày Sau khi thực hiện xong Thì cũng không có tốn tiền Giả lại còn dư ra được hơn một ngàn đồng Trả hết chi phí Tất cả vé máy bay cho các giáo viên Vẫn còn dư lại một chút Cho nên các vị xem Ngay cả sức mạnh Của sự giúp đỡ cũng chỉ cần Vừa đủ là được rồi Nếu như quá nhiều tiền Thì cũng sẽ rất phiền phức Và nhiều kỳ tổ chức sau đó Cũng đều nhờ vào Có rất nhiều người đến tương trợ Hết thảy đều giải quyết Rất tốt đẹp mà tất cả những người Có công góp công Có của góp của này Cũng đều là cùng chung tay góp sức Mà không thể nói việc tốt này Đều do bản thân bạn làm Như vậy đều không đúng Rất nhiều người cũng rất khẳng khái Đúng lúc hôm nay mời khách ăn cơm Những người khách cũng rất quan hỷ Có thể mời được những vị bằng hữu này Cùng nhau đến dành trả tiền thay cho bạn Bạn lại đẩy người ta lượn ra Hãy để tôi trả được rồi những hợp vấn này cũng là chưa được linh hoạt việc tốt thì hãy để người khác cùng nhau làm Mà cũng không thể khẳng khái như vậy đến sau cùng lại sinh ra sự chấp trước cho nên hợp vấn là linh hoạt sống động một nguyên tắc chủ yếu nhất đó là đứng trên cương vị của người khác mà nhìn sự việc phải suy nghĩ thay cho người khác điểm này rất là quan trọng Giả như tuân theo công danh lợi lộc Để mà hành sự Để làm việc Đến sau cùng Nhất định sẽ khiến cho người ta cảm thấy Thật sự không có nhân tình gì cả Đến sau cùng nhất định sẽ rời bỏ bạn mà đi Một khi những người ở bên cạnh rời bỏ bạn đi Thì bạn có nhiều tiền hơn đi nữa cũng vô dụng Bạn nhiều tiền hơn đi nữa cũng không giữ được Bởi vì thành sự tại nhân tài Cho nên kinh tế học cao siêu nhất Là đại học Trong quyển đại học nói hữu đức Thử hữu nhân Có đức hạnh thì bạn mới giữ được người Hữu nhân thử hữu thổ Khi có người rồi thì bạn mới có quốc độ Giống như hiện nay là có công ty xí nghiệp vậy Hữu thổ thử hữu tài Hữu tài thử hữu dụng đức là căn bản của sự nghiệp đức giả bổn giả tài giả mạc giả con người hiện tại thì đầu đuôi đã đảo lộn hết rồi bạn giữ được con người như thế nào thì tuyệt đối cũng không phải nhờ vào công danh lợi lộc mà là nhờ đạo nghĩa cho nên trong đại học mới nói tài tán chữ tán này không phải là tán tài mà là tán đạo nghĩa Nghĩa là phân phát đi Sự quan tâm của bạn đối với người nhà của họ Phân phát đi Sự bồi dưỡng của bạn Đối với cá nhân họ cho nên tài tán Thì người sẽ tụ lại Có người bạn còn sợ sự nghiệp làm không thành nữa hay sao Nhưng mà bạn tài tụ Công danh lợi lộc chỉ nghĩ đến bản thân Thì có người Sẽ tan rạ rời đi Rất nhiều người nói Tôi dùng tiền để giữ nhân tài Nhân tài mà ở lại vì tiền Thì một ngày nào đó họ cũng sẽ Vì tiền mà bỏ ra đi Tiền bạc của bạn dù sao Cũng không phải là lúc nào Cũng ở tình trạng tốt nhất Cho nên doanh nghiệp hiện nay Vì sao lại chuyển đổi nghiêm trọng đến như vậy Bởi vì họ nghĩ là Tiền đang giữ được người Kỳ thực là sai rồi Tiền tuyệt đối không thể giữ được nhân tài Chân thật Chỉ có đạo nghĩa mới giữ được nhân tài chân thật Bởi vì nhân tài chân thật Thì chỉ nghĩ đến Làm việc gì đó cho gia đình Là một số việc cho xã hội Cho nên bạn chỉ cần có cùng chung cái nhận thức đó với họ Thì họ nhất định sẽ cùng nhau đến để phù trợ cho bạn Chúng tôi ở tại Hải Khẩu Nhân viên chính thức để làm việc chỉ có bốn người Chỉ có bốn người mà đa số những người đến làm việc đều là thiện nguyện đều là những vị giáo viên tuyến đầu đều là những người rất bận rộn với công việc của mình chúng tôi cũng không có chi trả cho họ một đồng phí nào nhưng mà chỉ cần có thời gian thì họ nhất định đến giúp đỡ thậm chí là rất nhiều người sau khi tăng ca buổi tối họ còn đi dạy học dạy học miễn phí người có lương cao một chút thì càng nỗ lực hơn động lực gì đang thúc đẩy họ gì là đạo nghĩa cho nên nhân tài chân thật thì phải dùng đến đức hạnh mà khi bên cạnh chúng ta không có nhân tài chân thật thì vấn đề là ở đâu ngược lại phải phản tỉnh chính mình nâng cao đạo đức học vấn của chính mình việc này rất là quan trọng mà quân tử dụ bổn bổn lập nhi đạo sinh thì chúng ta đối diện với sự tình mà có thể nắm bắt được nguyên tắc cơ bản của nó chính là chân thành chính là đạo nghĩa vậy thì cái bổn lập đó của bạn đạo sẽ như thế nào tự nhiên xây dựng nên mà sự chân thành của một người thì bắt đầu luyện tập từ lúc nào bạn nói chân thành thật là tốt chúng ta rất dễ xin ngưỡng mộ chân thành thật là tốt tâm thanh tịnh thật là tốt tâm nhân từ của con người thật là tốt thật là tốt đó của bạn cũng là vô dụng thôi nếu thật là tốt vậy thì phải đề khởi thì bạn mới có được thọ dụng sự chân thành đó được đề khởi trong những lúc bạn nói chuyện với người khác chân thành chính là phải có thể đề khởi được trong việc bạn sống chung với người khác thậm chí là khi bạn không có một ai ở bên cạnh, khi một mình ở nơi nào đó mà nghĩ đến người khác cũng đều có thể đề khởi được sự chân thành. Thì sự chân thành đó của bạn mới chân thành nội hóa được cái tâm của bạn. Sự chân thành này một khi đã nội hóa được thì sẽ biểu hiện ra ở chỗ bạn khởi tâm động nghiệm, sẽ biểu hiện ra ở trong cử chỉ, đi đứng, lời nói hành vi của bạn. Do lúc này thì Người khác liền có thể cảm nhận được Cái tâm chân thành này của bạn Được rồi, tiết học hôm nay của chúng ta chỉ đến đây thôi Xin cảm ơn mọi người